Các bác ơi, hàng vừa về nóng hổi các bác nhá. Sau rất nhiều tháng chờ đợi thì ngày hôm nay chính thức sản phẩm này cũng đã có mặt tại Việt Nam rồi các bác ạ. Đó chính là một dòng micro chuyên nghiệp. Một dòng micro các bác có thể đi làm show, đi làm sự kiện hoặc là các bác lắp phòng hát, hát gia đình đều rất là ok. Bởi vì dòng micro này với cơ chế khử tạp âm, lọc tiếng ồn cũng như là chế độ chống hú cực kỳ tuyệt vời. Đấy, với tất cả những tính năng hiện đại, ví dụ như gia tốc, tự ngắt, cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc và một bộ micro như thế này. Đấy, cực kỳ hiện đại cũng như là sóng rất là tốt. Có thể bao phủ cho các bác không gian tầm khoảng từ 50 cho đến 150 mét tùy theo không gian để tất cả các bác chúng ta sử dụng đi làm show, đi làm sự kiện hoặc là các bác lắp phòng hát, hát gia đình cực kỳ là ok các bác ơi. Và với dòng sản phẩm này thì em Hiền cũng xin được giới thiệu sơ qua cho tất cả các bác chúng ta biết được dòng micro này là gì và chất lượng âm thanh của nó có hay như Cao Hiền quảng cáo hay không. Thì bây giờ em Hiền sẽ giới thiệu chi tiết để tất cả các bác chúng ta cùng được biết nhé. Đầu tiên nói về thương hiệu Beats Audio thì các bác cũng đã biết rồi, nó là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Và dòng micro này nó đã được Mỹ sản xuất rất nhiều các thiết bị, các linh kiện cũng như là các vật dụng về âm thanh. Thì dòng micro này đặc biệt là nói đến cái dòng tai nghe cũng như là dòng micro được mệnh danh là đắt đỏ gần như là nhất nhì ở trên thế giới. Còn đối với dòng micro Beats Audio này thì để giảm thiểu về cái giá thành, giảm về cái nhân công và đưa ra một phân khúc bình dân nhất để tiếp cận đến tất cả các anh chị em là những người phân khúc vừa tiền, ít tiền thì chúng ta đều có cơ hội chơi. Chính vậy mà dòng Beats Audio đã chuyển giao công nghệ sang bên Đài Loan và vào năm 2022 đã sản xuất một lô đầu tay. Đấy, và dòng này được gọi là phiên bản demo và giới thiệu sản phẩm và đưa vào triển lãm giới thiệu đến tay người tiêu dùng vào đầu năm 2022. Đấy, và với mức giá đề xuất của bộ micro này dao động cỡ tầm khoảng 6 cho đến 700 đô la Mỹ. Đây là một con số rất là nhỏ so với lại mức giá tiền đô và một con số cũng rất là nhỏ so với lại mức giá tiền bên nước ngoài các bác ạ. Và khi nhân ra tiền Việt Nam của chúng ta thì nó cũng không hề rẻ, bởi vì nó cũng phải tầm khoảng 14 cho đến 15 triệu một bộ micro như thế này các bác nhá. Và em Hiền cũng rất là tự hào khi mà em Hiền lấy được những bộ micro Beats Audio này. Thì trong quá trình triển lãm các bác ạ, thì rất nhiều các bộ micro người ta cầm lên, người ta hạ xuống, người ta test âm và người ta đánh rơi thì rất nhiều bộ đã bị xước sát, móp méo. Đấy, còn những bộ mà nó đẹp như thế này, Cao Hiền đang xếp sẵn ở đây và giới thiệu cho các bác chi tiết rõ ràng từng phần một. Thì các bác nhìn thấy là một bộ micro anh em có thể đi làm show, làm sự kiện hoặc là các bác sử dụng cho mọi mục đích đều rất là ok. Và đây chính là tay của bộ micro, nó còn cực kỳ là đẹp. Đấy, tay của nó là tay màu đen và nó có một cái chất liệu làm hoàn toàn bằng hợp kim các bác nhá. Đấy, tay nó rất là đẹp, rất là chi tiết. Và bên dưới phần đuôi thì nó có một cái phần đuôi chuột để nó lòi ra ngoài hỗ trợ cho phần thu phát sóng xa. Đối với con này thì các bác đã nhìn thấy là về trên bề mặt của nó là hiển thị rất là hiện đại luôn các bác nhá. Bên trái của nó là cái logo của Beats Audio. Đấy, bên phải của nó là cái thương hiệu là F9800 Plus. Đây là cái mã của sản phẩm. Và toàn bộ mặt của nó được sử dụng phay nhôm các bác nhá, sử dụng phay nhôm. Và chất lượng âm thanh của nó ta rất là ok. Tại khu vực trung tâm thì nó sẽ có hai màn hình tinh thể lỏng LCD. Nhưng mà dòng này nó được thiết kế để các bác sử dụng chuyên nghiệp cũng được, sử dụng nghiệp dư cũng được. Chính vậy nó sẽ có một chiếc màn hình thể hiện hai chiếc dãy số rất là rõ nét, rất là rõ ràng. Các bác có thể đứng xa cỡ tầm khoảng 5m, 10m các bác vẫn quan sát thấy bộ micro này đang kết nối ở cái ngưỡng tần số bao nhiêu. Và khi bật lên các bác nhìn thế này, nó sẽ có một cái hệ thống định vị sóng 1 giây này. Đấy, nó có báo pin này và màn hình này của nó là lúc này nó chuyển toàn bộ sang màu trắng. Và nó có một cái hệ thống đèn nháy để nó báo hiệu xem là bên này sóng của nó là đang đạt ở cái ngưỡng đã maximum chưa. Đấy, khi nào nó đạt maximum là nó sẽ lên cái đèn đỏ này là mức cao nhất các bác nhá. Còn khi nào sóng nó sẽ bị giảm thì nó sẽ mất cái đèn đỏ này và tụt dần từng vạch một. Nhưng mà con này của nó thì nó còn có một cái hệ thống đèn báo ở bên cạnh là hệ thống báo decibel thể hiện xem là lúc các bác alo là nó sẽ lên cái ngưỡng là bao nhiêu các bác nhá. Và con này thì các bác ấy yên tâm rằng là mặt mũi nó thật sự rất là đẹp và nó còn quá mới. Và bên Cao Hiền sẽ để cho các bác với mức giá cực kỳ là rẻ thôi. Đấy, rẻ hơn tầm khoảng 1/4, 1/5 so với lại cái mức giá mà các bác mua mới từ ban đầu. Như những bộ này thì các bác yên tâm rằng nó
còn mới đến tầm khoảng 95 cho đến 97%. Bởi vì những bộ xấu thì em sẽ để cho các bác với giá rẻ. Còn bộ đẹp như thế này em sẽ để cho các bác với giá cao hơn một chút. Đấy, ai cũng có thể mua được. Chỉ cần bác theo dõi video này thật kỹ thì lúc đó các bác sẽ cảm nhận thấy là bộ micro này nó có điểm gì hay và nó có những tính năng gì nó nổi trội so với lại những dòng micro thông thường. Và đây nó đang sử dụng cái dòng côn của thằng Hackman Garden các bác nhá. Sản xuất toàn bộ theo cái công nghệ và tiêu chuẩn của thằng Hackman. Đấy, thì đối với Hackman các bác biết rồi, nó thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của hãng JBL Mỹ. Đấy, và côn này của nó là sử dụng một cái dòng côn hơi. Đấy, smart côn các bác nhá, smart côn tức là côn thông minh. Khi mà các bác hát cảm giác nặng thì các bác có thể nhấc cái côn này lên. Nó sẽ lên cho các bác tầm khoảng 3 ly. Và khi các bác cảm thấy là nó có một cái cơ chế là hoạt động mà nó thu decibel nó lớn quá thì các bác có thể ấn nó xuống để xa cái dọ ra thì nó sẽ đỡ bị nát tiếng, đỡ bị vỡ tiếng, thì nó sẽ tụt xuống cho các bác tầm khoảng 4 ly. Và con này thì các bác nhìn thấy là một cái khối côn đấy, hoàn toàn bằng hợp kim như là một khối vàng 24 carat luôn. Các bác nhìn thấy là bên phía trên là nó có một cái tấm hợp kim này chặn những tiếng ồn của nó cực kỳ là tốt luôn. Và khi các bác hát nó sẽ đủ ba giải bát trung tép đấy, đầy đủ, giúp cho những người hát yếu thiếu hơi, những người hát kém thì chúng ta cảm nhận thấy là nó rất là ok. Đấy, và đây chính là cái phần mở cái lồng pin của nó đây các bác nhá. Nó là cái cơ chế sử dụng lồng pin khóa chuyên nghiệp các bạn. Khi các bác bỏ cái pin vào, các bác đậy cái nắp lại thì cái pin này của nó sẽ không bao giờ bị sộc sạch, không bao giờ bị rung lắc. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng, các bác nhìn thấy không? Đấy, đây là lồng pin khóa chuyên nghiệp, đây là cơ chế cài đặt chế độ tự ngắt gia tốc này. Đấy, tất cả những tính năng hiện đại nó nằm đây. Và con này của nó có một cái điểm đặc biệt là nó có hai nút nguồn. Một là nút nguồn nằm đây, và hai nó còn có một cái nút nguồn nằm đây nữa. Và khi các bác bỏ pin vào, các bác chỉ cần đậy cái nắp này vào, các bác đẩy lên và các bác vặn cái nắp này vào thôi. Đấy, rất là ok. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác về chiếc đầu thu. Thì với nguồn gốc xuất xứ của con này thì hiện tại tầm khoảng tháng 10 năm nay thì em cũng đã được biết rằng là nó có hai sản phẩm. Một là sản phẩm AKG cũng như là sản phẩm Beat Audio mà em hiện lấy được cái bản demo này á. Nó sẽ có mặt tại thị trường và giá của nó cực kỳ là đắt và cực kỳ là khét luôn. Mặt mũi của nó còn cực kỳ là đẹp. Các bác nhìn thấy không? Đấy, nó chi tiết rất rõ nét và nó thể hiện cho mức độ chuyên nghiệp rất là cao. Phía sau các bác có thể nhìn thấy là con này của nó là Design by USA, tức là con này của nó sản xuất toàn bộ theo công nghệ của Mỹ. Và Made in Taiwan, tức là nguồn gốc xuất xứ là Đài Loan người ta sản xuất các bác nhá. Chứ không phải là nó lắp ráp tại Mỹ đâu, mà lắp ráp tại Đài Loan. Phía sau nó có hai anten. Đây, hai bên, tức là nó có 4 anten các bác nhá, hỗ trợ sóng xa, jack Canon, jack 6 ly đầy đủ và hệ thống com tinh chỉnh. Đấy, không thiếu gì. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem qua về cái nội thất của nó để cho các bác cảm nhận thấy là con này của nó là có một cái ruột gan gần như là phủ kín hết một chiếc đầu thu, không còn một cái điểm nào sơ hở các bác ạ. Đấy, và với cơ chế âm thanh thu văn gốc đấy và cơ chế sóng vòng lặp thì nó giúp cho tất cả các bác chúng ta sử dụng đi làm những chương trình show sự kiện lớn. Đấy, anh em đi vào những cái khu vực nó có vật cản đó các bác nhá, khu vực có vật cản thì nó sẽ tự động nó xoay chuyển hướng đi và từ tai mic đến đầu thu nó rất là ít khi bị ngắt quãng. Còn các bác nhìn thấy là một cái ruột gan của nó thật sự rất là bề thế, rất là chi tiết. Và cơ chế xử lý tín hiệu bây giờ là nâng cấp ở cái tầm cao hết rồi. Đa phần là sử dụng bằng cơ chế sử dụng chip DSP các bác ạ. Chip DSP nó là một cái chip số các bác nhá. Đấy, và con này thì ruột gan của nó quá là đẹp so với lại quy định luôn. Tất cả các bác chúng ta hãy xem thật kỹ. Và bây giờ thì đến một cái phần quan trọng nhất. Đấy, đó chính là cái phần test âm thanh và báo giá cụ thể luôn cho tất cả các bác. Tất cả các bác ai có tai nghe xịn thì đeo vào nhá. Đấy, để cảm nhận thấy một bộ micro tiếng nó xa xả, nó tiếng nó cực kỳ là uy lực luôn. 1 2 2 6 7 alo 1 2 2 3 4 5 6 7 đây. Với một cái cơ chế là chế độ gia tốc này, chế độ tự ngắt sau 3 giây này, chế độ sleep hẹn giờ này, chế độ ngủ đông này, tất cả những tính năng hiện đại nhất thì đều có trên bộ micro này. Và đặc biệt là với một cái cơ chế cực kỳ hiện đại, đó là cơ chế chống hú các bác ạ. Cơ chế chống hú các bác này. Đấy, bộ micro này hiện tại bây giờ em đang để một cái ngưỡng âm thanh cực kỳ là cao nhưng mà nó chống hú cực kỳ là tốt. Đấy, các bác nghe nhá. 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 alo. Đấy, tiếng rất tốt luôn các bác nhá. Đấy, và các bác đặt tay mic xuống như này thì tự động nó sẽ tự ngắt, các bác nhấc lên tự động nó đóng lại. Này, khi đây là chế độ gia tốc nó hoạt động này. Còn khi các bác sử dụng đi làm show làm sự kiện thì các bác có thể tắt cái chế độ đó đi. Đấy, rất là dễ dàng thôi. Với bộ micro này thì em sẽ để cho các bác với mức giá cực kỳ là hậu mãi luôn.
với mức giá chỉ có 2.700.000 đồng đối với bộ còn đẹp, còn nguyên zin, còn hộp như thế này các bác nhá. Còn những bộ mà bị móp méo, những bộ mà bị xước sát, mất hộp, rách hộp, mất phụ kiện thì em sẽ để cho các bác với giá chỉ có 2.400.000 đồng. Đấy, 2.400.000 đồng, bớt cho các bác 300. Còn những bộ đẹp như thế này vẫn còn nguyên hộp, nguyên kiện. Đấy, và mới tầm khoảng 95-97% thì em thanh lý cho các bác với mức giá chỉ có 2.700.000 đồng, tức là rẻ hơn so với lại mức giá ở bên ngoài thị trường. Người ta chuẩn bị sản xuất một cái lô tiếp theo để người ta bán ra thì đã rẻ được tầm khoảng 5 phần rồi các bác ạ. Đấy, tức là cái mức giá này của nó là giá mới là mười mấy triệu. Đấy, em chỉ để cho các bác với giá là 2.700.000 đồng thôi. Đấy, và khi em cầm cái tay mic lên thì các bác nhìn rất là rõ ràng đúng không? Cực kỳ là đẹp. Đấy, em để xuống cái nền thì cảm giác hơi tối đúng không? Đấy, bảo hành cho các bác 6 tháng, hỗ trợ trọn đời, bao ship toàn quốc. Tất cả anh em ai có nhu cầu mua liên hệ qua số điện thoại 0936 118 58 để chốt đơn.